tiểu sư phụ đứng chắp tay rồi lần chuỗi niệm. Chút xíu nó quay qua thấy nữ ca sĩ nhún nhảy thì tiểu sư phụ sao có gì đứng vàng chuyện nhỏ. Còn bây giờ thưa quý vị, phần trở lại của ca sĩ trẻ mà quý vị rất là thương, Phạm Huy Du. Cho tới bây giờ thì chắc tất cả quý vị ai cũng là còn nhạc sĩ cũng là nữa, nhưng mà thường thường á Huy Du rất là thích hát những cái giờ trẻ trẻ như thế này. Tại vì sao? Tại vì những người khán giả, những cô chú khán giả mà ngồi lại hiện tại cho tới bây giờ, một là những người rất là có tấm lòng, và hai là những người rất là đam mê âm nhạc và hát, mình hát trên đây và được sự quan tâm theo dõi và hưởng thức của quý vị, đó là một điều rất là hạnh phúc của người nghệ sĩ, những người mà hát trẻ như thế nào. Thì thôi tìm một ca khúc nào nó thật là phê, thật là hay để cho gửi tới tặng tất cả quý vị của một nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngô Thu Liên, Niềm Khúc Cuối. Cũng đã một
dù mọi nơi hãy đưa em đi đến vui cuộc đời, dù cho em đã tâm sẽ tất cả quý vị khen nhiều.